biến thân ở ma vô thế giới tưởng tĩnh tĩnh đích đốn hà xuyên qua. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. New York ST, Johan giáo hội trường học. Trường này ở vào đại danh đỉnh đỉnh Manhattan bờ Tây, tiếp giáp các đức khiêm tốn sông, tục xưng địa ngục trù phòng chính là chỗ này. Tuy là Manhattan phồn hoa thế nhân đều biết thế nhưng có thể bị xưng là địa ngục trù phòng, xem tên cũng biết không phải là cái gì địa phương tốt đi qua chật hẹp đường cái, đẩy ra na phiến dỉ xét cửa sắt, nhìn nội bộ ban bác tường ra cùng rất nhiều cũ kỹ trần thiết, hết thảy trước mắt, không khỏi đang hướng ra bên ngoài người ta nói rõ ràng. Đừng xem cái này dạy biết trường học tên rất cao lớn trên, kỳ thực ngay tại chỗ ngay cả 100 danh đô không chen vào được, càng không nói đến toàn quốc. Ở rách nát hoàn cảnh phụ trợ dưới, trường này duy nhất điểm sáng chính là học phí khá là rẻ. Có được thì phải có mất, học phí tiện nghi, thế nhưng thần học chương trình học rất nhiều, mặc kệ ngươi có thích hay không. Người tất kiên cố, không sợ hãi, người tất quên nỗi khổ sở của ngươi, nếu so với chính ngọ càng rõ ràng, tuy có hắc ám, nhưng giống như buổi sáng. Amen, lâu năm giáo sư dùng vài chục năm như một ngày rộng kết thúc hôm nay dạy và học. Dưới đài chúng học viên lập tức đứng lên, trầm bồng du dương kéo trường âm hồi phục Amen cho đến già giáo sư đẩy cửa phòng ra đi hướng viễn phương, căn này không tính là rộng rãi phòng học mới khôi phục sức sống. Phơi phới dương quang từ cửa sổ khe hở gian thấu đi ra, chúng học viên top 5 top 3 tụ chung một chỗ, đàm luận với nhau lấy chuyện gì, bọn họ chắc có ý hoặc vô ý. Cô lập rồi phòng học hướng đông nam một cái góc, nơi đây im lặng cùng chung quanh tiếng động lớn dầm dĩ hình thành so sánh rõ ràng toái chiếu sáng bắn vào nàng cây đay sắc tóc dài trên, mũi cao thẳng, Trung Quốc và phương Tây hỗn huyết để cho nàng ngũ quan càng thêm giàu có lập thể cảm giác. Làm người khác chú ý nhất là cặp kia kêu kêu bên trên trọn mắt to, màu hổ phách nhàn nhạt con người khiến người ta trong nháy mắt nghĩ đến dã tính, kiêu ngạo các loại từ ngữ. Sky, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi, ở một mảnh mắt lạnh chung, chỉ có một sức sống mười phần hắc muội thân mật phải cùng nàng chào hỏi mỹ nữ con lai rất bất đắc dĩ được thở dài, ta nói với ngươi ba lần rồi, Sky tên này là vì ứng phó này gửi nuôi gia đình trình báo chính phủ phụ dùng. Ta hiện tại khôi phục tên cũ, Daisy Johnson, nhớ kỹ sao? Lặp lại một lần, hắc muội bị nàng khi dễ quán, ân ân được niệm hai lần, lúc này mới bị nàng buông tha. Tên là Daisy Mỹ nữ cũng rất nhanh đi ra phòng học, nàng muốn đi mượn đồ thư quán Internet tra một ít tư liệu từ chức nghiệp vì phát nhai tay viết nam nhân, biến thành một cái ngồi ở phòng học góc theo thật giả lẫn lộn hát thánh ca nữ nhân. Lòng này đường lịch trình tìm thời gian một tuần mới tính chính thức xoay. Nàng nhớ kỹ chính mình sửa sang lại một đống lớn Mỹ khắp nơi tư liệu, chóng mặt được chuẩn bị ngủ một hồi, kết quả một ngủ đã đến bên này. Các loại không phải thói quen, mặc quần áo, ngủ, ngôn ngữ, ăn, nhiều như rừng đều cần thích ứng cũng may các học viên một mực cô lập nàng, cho dù có chút dị thường cũng không có bị phát hiện. Sau khi xuyên việt bà yếu tố, thời gian, địa điểm, nhân vật đều đã điều tra rõ ràng. Thời gian là 2006 năm 7 tháng, địa điểm tự nhiên là New York. Tuy là nam nhân biến thành nữ nhân có điểm khó chịu, thế nhưng không có đổi thành rắn mối a, đại thụ a, không cho nàng ném tới cổ đại, kết quả coi như có thể tiếp thu chỉ là thế giới này có điểm không đúng, đây là một cái có Captain America, có Stark xí nghiệp thế giới, nơi này là Marvel thế giới. Nhân vật cái này phân đoạn liền cần tốn hao thời gian điều tra, cái gọi là ba phần thiên đã định trước, bảy phần dựa vào dốc sức làm, thừa ra chín phần mười đều là phụ mẫu cho. Lời này ở Marvel thế giới một chút cũng không sai có một tốt xuất thân tốt huyết thống so với cái gì đều trọng yếu, chỉ ít đối với phần lớn người mà nói là như thế này. Làm trước Mỹ khắp nơi phát nhai tay viết, đang tra duyệt vô số tư liệu, đem hết thảy phân đoạn đều biết thấu triệt sau ngủm, mang theo ký ức đi tới nơi này cái thế giới. Nàng ở xuyên Việt trước tiên liền ý thức được chính hắn một thân thể có thể là có dị năng huyết thống. Daisy Johnson, danh hiệu quách, những ký ức này vô cùng rõ ràng nhưng là mình ăn mặc thân thể này rốt cuộc là có phải hay không cái kia đây gì đâu. Nàng tìm ba ngày thời gian từ các loại trong tài liệu tìm chứng cứ, chứng minh mình là chính mình. Vận khí không tệ, nàng tìm được một tấm nhiều năm rồi lời ghi chép, mặt trên biết rõ viết tên của mình, Daisy Johnson, chỉ là đời trước vẫn rất chống cự tên này. Vui đùa giống nhau cho mình lấy cái Sky xưng hô, ngay cả dòng họ cũng không có vốn tên là Daisy, từng dùng danh Sky, hỗn huyết, tuy là thân thể này cha mẹ của đều kiện ở, nhưng hôm nay gia đình trạng thái điền là cô Nhi, mấy phương diện sàng chọn đối lập, mình quả thật là quét. Ở nguy cơ trùng trùng ma vô thế giới, có dị năng cùng không có dị năng, là hai khái niệm có thể nàng cái này dị năng cũng không phải là dựa vào niên kỷ, dựa vào tâm tình kích thích đưa tới, mà là cần nhất kiện ngoại tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm để dẫn dắt bộ phận kia gen hiển hiện. Huyết mạch của nàng đến từ vũ trụ tam đại lưu manh đế quốc một trong kri đế quốc kri người đang lúc đầu trong chiến tranh cần đại lượng pháo hôi. Bọn họ lợi dụng gen cải tạo kỹ thuật một cái bộ phận người địa cầu, làm lính của mình nguyên sau đó bộ phận này người địa cầu thoát khỏi khống chế, tự xưng chính mình vì Inhuman, đây di huyết mạch liền xuất xứ từ Inhuman. Bình thường cùng người thường không hề phân biệt, chỉ có trải qua một loại là Terogen thủy tinh kích hoạt mới có thể sở hữu dị năng. t r u i e n c u a t u i về nủy tinh sinh ra từ Inhuman thành thị, ở tây lần dưới nền đất, tòa thành thị này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ở mặt trăng mặt trái lên mặt trăng. Đây đối với toàn bộ tích xúc chỉ có 1.500 đô la Daisy mà nói là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nàng nếu có thể ung dung lên mặt trăng, còn muốn cái gì thủy tinh, muốn cái gì dị năng. Cũng may trời không tuyệt đường người, còn có một cây thủy tinh thất lạc ở rồi địa cầu, cũng cuối cùng rơi vào S-H-I-E-L-D trong tay. Mặt trăng cùng S-H-I-E-L-D, cái kia đơn giản một ít nàng cảm thấy là người sau thân ở một cái nguy hiểm trọng trọng thế giới nàng cần lực lượng vì thế nàng cưỡng chế sợ hãi chuẩn bị bày ra một hồi hành động đời trước ngoại trừ một cái phòng lang điện giật khí không có di lưu bất kỳ chiến đấu nào tương quan năng lực bất quá hacker kỹ thuật không sai gà thịt phục vụ khí nắm trong tay không ít năng lực này hoàn toàn bị kế thừa là đây di hiện nay duy nhất có thể lợi dụng thủ đoạn ba ngày sau tất cả chuẩn bị thỏa đáng nàng thật nhanh lên đất liền gà thịt làm xong tầng tầng ngụy trang lúc này mới đi qua internet bấm mục tiêu điện thoại jasper Sitwell chính là mục tiêu của hắn cái này ấn độ duệ đầu chọc con mắt nam trên mặt nổi thân phận là liên hiệp quốc nhân viên công tác thực tế là shiel d hành tránh sử chuyên môn phụ trách chiêu tân chủ quản càng âm thầm thân phận là hydra trung tầng cán bộ daisy cần terrogen thủy tinh liền gửi ở D đặc thù trong kho hàng vị này đầu chọc atam ca là của nàng trọng yếu giúp đỡ làm một thực lực không tầm thường hacker muốn tìm quang đầu ca bí ẩn số điện thoại cũng không tính khó daisy trong lòng đem toàn bộ quá trình cắt tỉa một lần cuối cùng xác nhận không có lầm mở ra mình nhị thủ máy vi tính sách tay dựa theo điện thoại di động định vị tìm được sĩ vị trí chờ hắn đi tới nơi công cộng lúc đen phụ cận vài cái camera cũng nhắm ngay khả quan chắc vị trí lúc này mới đem điện thoại gọi tới màn ảnh xuống sĩ có điểm mê hoặc biết hắn tư mật dãy số không có mấy người hắn cũng không nhận ra hiện tại đánh tới cú điện thoại này có chút cảnh giác được nhìn chung quanh sơ qua do dự vẫn là nhận nghe điện thoại Daisy mở ra trước đó chuẩn bị đổi giọng khí, biến thành một cái có chút hùng hậu giọng đàn ông. Sĩ si Tèo đặc công, oai hô tiên sinh có chuyện cần ngươi giúp đỡ, nàng đi thẳng vào vấn đề phải nói. Biến thân ở ma vô thế giới tưởng tĩnh tĩnh đích đốn hạ Obelisk. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Ngươi là ai? Ta không biết cái gì oai hô, ngươi tìm lộn người mang theo lớn khung kính mắt, ăn mặc thẳng tây trang một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn. Sitwell mặc dù là làm công việc hành chính, nhưng tốt xấu là đặc công, nên có cảnh giác hắn cũng khuyết thiếu, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Daisy. Điểm ấy từ lúc Daisy dự liệu ở giữa, nàng như là bối tư liệu giống nhau nói rằng, 1945 năm ở Austria, Whiteho tiên sinh sau khi bị bắt, hắn nghiên cứu cả đời obelisk rơi vào SHIEL đê trong tay, tiên sinh cần ngươi lợi dụng quyền hạn tự biến thân ở ma vô thế giới tưởng tĩnh tĩnh đích đốn hà đi trước Puerto Rico. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, chạy về phòng trọ, nằm trên giường của mình, đây di như là mệt là giống nhau. Trêu chọc một cái đặc công, đây là trước chức nghiệp phát nhai tay viết cùng tiểu hắc khách đời trước cũng chưa từng có từng trải lúc đó adrenaline tăng vọt, bây giờ chính là sợ ung dung qua sau toàn thân huề oải, nhìn trong kính cái bóng, không khỏi cảm khái không thôi, rõ ràng là cái 80 phân đi lên đẹp mắt mỹ nữ, bị đã biết vài ngày chơi đùa lôi thôi lách thách. Hiện tại ước đoán cũng liền 60 phân tài nghệ. Trời đất chứng giám, nàng thật không biết phải đánh thế nào phẫn, nguyên bản đây di trong trí nhớ cũng không có nhiều lắm nội dung có thể cung cấp tham khảo. Khác người đổi kiếp bị đánh tỉnh, bị xinh đẹp nha hoàn đánh thức, bị tiếng kêu đánh thức nàng không phải, nàng là bị hương vị huân tỉnh, chính là mình trên người hương vị. Phía trước đây Di là cô Nhi, 10 tuổi ly khai cô Nhi viện, liên tục đã trải qua bốn cái gởi nuôi gia đình, mỗi tháng vì đối phương cung cấp một khoản chính phủ phụ, đối phương gánh vác của nàng học phí. Song phương theo như nhu cầu, quan hệ thờ ơ tựa như người xa lạ giống nhau đây nghèo rớt mùng tơi, nhịn ăn nhịn xài nhiều năm, chỉ có mua một máy nhị thủ máy vi tính sách tay, căn bản không tiền dư đào sức. Cộng thêm giáo hội trường học đối với nước hoa cha được rất nghiêm ngặt, một cái không thể nghi ngờ sự thực đặt trước mặt đem nàng huân tỉnh mùi vị là mùi thơm của cơ thể. Cũng may hương vị không phải nùng, chậm rãi được mũi cũng quen rồi cái này hương vị đây đối mặt khổng lồ sinh tồn áp lực, trước phải cam đoan chính mình sống sót, về sau có thời gian lại cân nhắc này việc vặt vãnh. Khó khăn nhất một bước hoàn thành, Obelis vào tay, duy nhất người biết rõ tình hình đầu chọc A-Tam ca cũng trở về ra chờ đấy thăng chức tăng lương cưới vợ bạch phú Mỹ đi. Uống một hớp nước, ổn định một cái tâm tình, mở túi đeo lưng ra, Obelis đang im lặng được nằm trong túi đeo lưng. Không có inhuman huyết thống, Oberlis sẽ làm đụng vào trí tuệ của nó sinh mệnh biến thành tảng đá, Daisy biết kiểm nghiệm mình rốt cuộc có phải hay không inhuman thời điểm đến rồi. Tuy là nàng tự nhận có hơn phân nửa nắm chặt là, nhưng một phần vạn không phải thì sao? Biến thành tảng đá cũng không phải là mục đích của nàng. Lấy ra một cây tiểu đao bắt lại trong tay, nàng chuẩn bị một ngày bắt đầu hóa đá, liền đem ngón út cắt đi xuất ra khăn mặt nhét vào trong miệng để ngừa sau đó la lên. Ta có thể, cũng sẽ không phạm sai lầm. Nàng không ngừng được cho mình cổ động, ước chừng qua 10 phút, chỉ có cuối cùng quyết định. Tay trái ngón út chiến nguy nguy đưa về phía Obelis, 10 phân, 5 cm, 1 cm. Ngón tay cùng Obelis chỉ thiếu một chút liền va và chạm vào rồi. Nàng ngoan quyết, ngón tay trùng điệp được ấn đi tới. Hai mắt mở vô cùng lớn, không nháy một cái phải xem lấy Obelisk, cũng nhìn tay của mình ngón tay, không có hóa đá, chỉ có Obelisk tựa hồn nóng một cái. Vẫn lo lắng, toàn bộ tay trái đều bắt đi tới Obelisk vẫn không thay đổi, mà nàng tự thân cũng không hề biến hóa. Ta thì nói ta khẳng định được. Nàng hưng phấn không thôi, sợ kinh động bạn cùng phòng, ghé vào trên gối đầu, mỹ tư tư được vui vẻ nửa ngày xoa ngực qua hơn nửa ngày chỉ có bình phục tâm tình kích động. Xác nhận mình chân thực huyết mạch, Obelis cũng tới tay, muốn thu được dị năng còn cần một cái nghi thức kích hoạt cổ đại Inhuman đối với mình đồng tộc tuyển chọn tiêu chuẩn có thể nói hà khác. Bọn họ cho rằng chỉ có gen kẻ ưu tú nhất mới có thể thu được được siêu năng lực, gen càng ưu tú năng lực càng mạnh. Đồng thời nhìn kỹ năng lực mạnh yếu cũng sẽ tạo thành một bộ phận nguyên gen hư hao nguyên thời không quách có cái gì gen chỗ thiếu hụt. Nàng thực sự không nhìn ra, mình thoải mái khả năng chính mình gen tương đối cường hãn. Hiện nay Tony Stark vẫn còn ở bán hắn Jericho đạn đạo rời trong kịch TV Quách ở Puerto Rico thành dưới đất An trí obelis chỉ ít kém 4 năm, nàng nói trước cuộc sống của mình quỹ tích. Không theo nguyên kịch bản đi hậu quả chính là nàng hiện tại lẻ loi một mình, một cái giúp đỡ cũng không có. Xé ra hổ lạp đại kỳ một lần là đủ rồi, cũng không muốn lại đi cùng đám kia đặc công đấu trí so dũng khí. Nàng cần một mình mang theo obelisk xuất phát, đi trước Puerto Rico, tìm được tòa thành dưới đất này thành phố, mở ra huyết mạch. Dựa vào một bả phòng lang điện giật khí đi ngoài ngàn dặm Puerto Rico, thấy thế nào cũng không kháo phổ nàng này tấm ôn nhu trung mang theo anh khí tướng mạo không quá phù hợp nơi này thẩm mỹ quan, sẽ không trang phục càng là một cái giảm phân hạng nhưng là không thể không phòng, hán tử say. Chủ nghĩa chủng tộc giả khắp nơi đều có. Puerto Rico tuy là vẫn la hét muốn trở thành Mỹ quốc thứ 51 cái châu, nhưng khi mà người nghèo đinh đương vang, chị An căn bản là không có cách cam đoan. Nàng phải có phòng thân kỹ năng, súng ống là được mục tiêu chủ yếu đếm tự dành dụng mấy ngày nay vì lừa dối quang đầu ca, chỉ còn lại có 900 đô la, nàng tạm thời bỏ qua đi xa dự định. Đến tiếp sau vô luận như thế nào làm, đều phải lộng ít tiền tới, đây gì hacker kỹ thuật không sai, đáng tiếc thuộc về hacker thời đại Hoàng Kim đã qua, ở hệ thống ngân hàng gian lận thuần túy là muốn chết. May mà đối với lập trình, nàng cũng rất am hiểu. Sau một ngày nàng nhận một việc riêng, bang một công ty thiết kế kho dữ liệu ghi vào hệ thống, ban ngày thật giả lẫn lộn theo đi học. Buổi tối khêu đèn đánh đêm làm lập trình viên phần này không có gì tiền đồ công tác. Bận bịu rồi 7 ngày, kiếm được nghìn đô la, Daisy đi trước của hàng súng nhìn một vòng súng trường súng săn sót gan tương đối khá mua những thứ này thường đều bị điều chỉnh đến bán tự động hình thức băng đạn dung lượng cũng tương ứng thu nhỏ lại có thân phận id có thể mua bởi vì tiện cho mang theo nàng tương đối chú ý súng lục đối với mua yêu cầu nghiêm ngặt không ít cần trước giờ xin đợi ý kiến phúc đáp New York pháp luật cho phép 18 tuổi kiềm giữ trường thương, súng lục mua số tuổi là 21 tuổi, mà Daisy năm nay vừa mới 18, nàng không có khả năng cõng súng trường đi Puerto Rico. Huống chi bất luận là mù mịt vẫn là ngồi thuyền, đều là không cho phép đeo súng, xuyên qua phúc lợi trong cũng không có cái gì không gian giới chỉ, nàng cho dù ở bên này mua cũng mang không qua. Chỉ có thể ở địa phương nghĩ biện pháp mua thương khó, luyện thương học thương không khó. Các đại xích của hàng súng đều có luyện thương địa phương, còn có càng thêm chuyên nghiệp thương quán, biết cung cấp từ chọn thương đến dạy học mãi cho đến thuần thục nắm giữ một cái long phục vụ. Dĩ nhiên, khách hàng chỉ cần chuẩn bị tiền cùng một cái không tính là quá ngu đầu óc có thể tìm một nhà quy mô rác đại xích của hàng súng, đưa ra thân phận tin tức, viết bảng, cuối cùng mướn một cây súng lục, mua hai hộp đạn, hai tờ bá giấy, mướn một cái thương nói. Súng lục tiền thuê thập đại Mỹ nữ nguyên, viên đạn 32 đô la, bá giấy 1 đô la, thương nói tiền thuê 18 đô la. Cuối cùng do dự một chút, vẫn là mướn một vị mỗi giờ 68 đô la được xưng chuyên nghiệp giáo luyện. Đầy đủ lợi dụng thời gian sau giờ làm việc ước chừng luyện nửa tháng, không thể không nói tương lai Quách có thể làm được SHIELD cục trưởng. Không sai, Quách làm qua cục trưởng, tuy là không lâu sau. Thân thể của hắn tố chất so với người bình thường hiếu thắng một điểm, thị lực cường một điểm, phản ứng nhanh một chút, các mặt ưu thế tích lũy của nàng khởi điểm liền cao hơn rồi người thường đây là không có tính toán dị năng cùng Inhuman cường hóa thân thể điều kiện tiên quyết. Luyện tập cộng tốn hao 300 đô la, chủ ý là đạn tiêu hao, không dám nói bách phát bách chúng, ứng phó người bình thường nàng cảm thấy không sai biệt lắm. Thay đổi một thân lữ hành trang bị cõng hai vai bao, mang theo mũ lưỡi chai cùng che nắng kính, cáo biệt bạn cùng phòng, nàng đối với trường học xin nghỉ dùng lý do là tìm kiếm thất tán phụ mẫu nhà trường rất khoái trá được cho nàng một tháng ngày nghỉ. Ước chừng bay 4 giờ, máy bay chỉ có hạ xuống Puerto Rico San Juan phi trường quốc tế. Nàng trước tiên tìm tìm rừng chân địa phương, chỗ ngồi này thêm lạc so với đảo quốc chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha, bất quá vì đầu nhập nước Mỹ bà ôm ấp tiếng Anh cũng là phía chính phủ ngôn ngữ. Daisy rất nhanh ngay tại chỗ một nhà được xưng an toàn nhất tửu điếm để ở biến thân ở ma vô thế giới tưởng tĩnh tĩnh đích đốn hà thành phố dưới đất. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Đây gì ăn xong điểm tâm, nói chuyện phiếm lúc cùng tử điếm người bán hàng bày tỏ chính mình đối với địa phương chị An lo lắng, đối phương đề cử nàng một nhà của hàng súng. hao tốn 1.100 đô la, mang đi hai thanh cell Glock 18 cùng hai hộp đạn, súng này tiện cho mang theo, ngang lưng tái một bà, trong túi đeo lưng giấu một bà trên lý thuyết có thể ứng đối vậy phiền toái sau đó vài ngày nàng bắt đầu ở địa phương truyền thuyết cố sự đồ thư quán internet trong diễn đàn lui tới tìm kiếm về cổ đại thành phố manh mối san hoan bót cảnh sát nàng liên tục đi ba ngày dựa theo của nàng thuyết pháp là ở trên internet gặp được 18 năm trước một đôi phu phụ ở chỗ này thất lạc một cô gái nàng dựa theo manh mối đến đây tìm kiếm cha mẹ ruột bót cảnh sát đối với nàng cầm trong tay giấy thông hành nước mỹ coi trọng một chút không sợ người khác làm phiền được phối hợp tìm ba ngày cái gì tìm kiếm phụ mẫu đều là che giấu daisy quang minh chính đại tới puerto rico vẫn còn cần làm ra giống nhau càng nhiều là vì ở bót cảnh sát hệ thống bên trong cài vào virus chosen từ bot cảnh sát kho dữ liệu tìm được san hoan lão thành kiến trúc bố cục đồ, không phải kiến trúc chuyên nghiệp, rất nhiều nơi cũng nhìn không ra dị thường. Bất quá phối hợp ký ức ngay cả mông mang đoán, hãy để cho nàng tìm được vài cái điểm mấu chốt. Ban đầu San Juan Lão Thành tên là Thánh Cristobal, là người Tây Ban Nha Espanol vì trưởng khống biển Caribe xây dựng pháo đài vững chắc ở thời gian rất dài chung chống đỡ người hà lan người anh người mỹ xâm lấn làm ra không ít cống hiến có thể xác nhận inhuman cổ thành đang ở cổ bảo sâu dưới lòng đất tổ chức lớn siêu tập tin tức đến một bước này liền hoàn thành phân nửa sau đó chính là thanh tràng vận dụng đại hình máy móc đào sâu trong ấn tượng shiel D dùng cao tốc máy cắt, Hydra càng nghiêu bọn họ nhấc lên đẳng ly tử chui, mà đáng thương Daisy, đừng nói giúp đỡ, nàng ngay cả một cái sẻng cũng không có. Còn như đi thương điếm mua đem cái sẻng, chính mình đi đánh trộm động, diễn viên không chuyên Âu Mỹ bản quỷ thổi đèn. Nghĩ như thế nào cũng không kháo phổ, cứng rắn đào phương pháp không thích hợp nàng. Daisy một đầu tiến vào san hoan đồ thư quán, ở các loại văn kiện chung thăm dò, không thể không nói có áp lực thì có động lực. Của nàng tiếng Tây Ban Nha trình độ đang tra duyệt trong tài liệu đột nhiên tăng mạnh, mặc dù nói đứng lên dập đầu nói lắp ba thế nhưng đọc viết không có đại chướng ngại rồi. Ngay tại chỗ dân gian trong truyền thuyết, nàng nhìn thấy một cái như là đô thị quái đàm luận vậy tin tức truyền thuyết cổ bảo cánh bắc, giáp biển phương hướng có một tòa tháp canh, một đoạn thời gian rất dài không ai dám đi vào trong đó đóng ở, có ghi lại mất tích binh sĩ thì có 11 cái. Địa phương truyền thuyết tháp dưới có lấy cổ xưa ác ma. Đây gì có điểm sợ, đây chính là ác ma A, ma vô thế giới có hay không ác ma? Nàng biết là có, nhưng không nên ở chỗ này văn kiện ghi chép bọn lính sống không thấy người chết không thấy xác điều này nói rõ có một con đường trực tiếp liền và thông nhau thành phố dưới đất bọn lính không có inhuman huyết mạch tự nhiên một đi không trở lại không thể không nói này quái đàm luận đối với một thân một mình nàng là một tin tức tốt Puerto Rico tháng 8 rất nóng bức, san hoan tòa thành thị này cũng không lớn, phố cũng rất hẹp, trong tưởng tượng đầy đường cái nổ súng giao hỏa tràng diện không thấy, dân bản xứ rất bình thản. Nhấc lên tre dù tùy ý ở ven đường bán một ít vật phẩm, căn bản không người quản. Đây di chung quanh mua đồ ăn, nàng chuẩn bị một ít sợi dây, dao găm, cân nhắc cùng thỏi phát sáng, nàng nhớ kỹ thành dưới đất sở hữu đặc thù từ trường có thể đình chỉ hết thầy thiết bị điện tử. Rất nhiều thứ cũng không dùng tới, nhưng nàng vẫn làm mang theo đèn pin, sơ kỳ đèn pin vẫn còn có chút tác dụng, có thể coi duy nhất vật phẩm sử dụng. Áp xúc thức ăn nước uống cũng mua một ít, trong kịch TV 40 phút xong việc thực tế muốn đi bao lâu thời gian cũng không tốt phán đoán. Dù sao cũng là một tòa thành phố dưới đất, dựa vào hai cái chân, nghĩ như thế nào cũng muốn đi thật lâu nghĩ đến năm đó quân huấn lúc thống khổ từng trải mua một đại bao băng vệ sinh vật này có thể coi miếng lót đáy dày dùng hiện tại cũng có thể tự cho là đúng nói chung là món chuẩn bị vật phẩm hiện hữu kiến trúc thành phố đồ đối với thành phố dưới đất biến thân ở ma vô thế giới tưởng tĩnh tĩnh đích đốn hà thu được dị năng nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tòa thành dưới đất này thành phố từ trong tới ngoài như là từ rất nhiều vòng tròn đồng tâm cấu thành tâm chính là mình mục tiêu daisy đi một giờ cảm thấy cho dù là cái dân mù đường cũng sẽ không lạc đường dọc theo đường thẳng đi là được bất quá nên có cảnh giác cũng không còn thả lòng học trong tivi bộ dạng mỗi khi đi qua đường vòng cung cùng thẳng tắp tương giao vị trí nàng sẽ ở trên mặt đất vẽ một cái mũi tên làm mình tiến lên phương hướng chống chảy bên trong lối đi, chỉ có tiếng bước chân của nàng, vì để cho chính mình thời khắc vẫn duy trì lực chú ý, đây gì mỗi qua 2 giờ liền dừng bước lại nghỉ ngơi, uống nước, khôi phục thể lực. Cứ như vậy, nàng từ giữa trưa 12 giờ đi xuống tháp canh, cho tới bây giờ cơ giới biểu biểu hiện đã là buổi chiều 8 giờ đúng, nàng chỉ cảm thấy chính mình một mực đi. Ngồi dưới đất ăn áp xúc bánh bích quy, ăn hai cái liền nhưng trở về ba lô, thực sự ăn không trôi quá làm nàng lại không muốn tiêu hao quá nhiều nước uống những nước này muốn tính toán tỉ mỉ dù sao quách cũng không phải siêu nhân thu được dị năng nàng còn phải đường cũ trở về vì vì nhắm mắt hóa giải mình một chút có chút khẩn trương thần kinh nàng phát hiện chỉ cần nắm chặt oberlis thì sẽ khôi phục một bộ phận thể lực mặc dù không nhiều có ở cái địa phương quỷ quái này cũng di túc chân quý cắn răng đứng lên tiếp tục đi vào trong cho dù một đường đi qua không thấy được một cái quỷ ảnh, súng lục vẫn như cũ nắm chặt, đây là nàng hiện nay duy nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Ở cùng ngày 12 giờ khuya thời điểm, thể lực còn có có dư, có thể tinh thần đã rất mệt mỏi. Đây gì không thể không kết thúc hôm nay hành trình xa xa được giải quyết xong vấn đề cá nhân nàng dựa lưng vào tường ngồi xuống đem ba lô để ở trước ngực tay cầm obelisk làm cho thân thể bảo trì ấm áp nhắm mắt lại ngủ thật say mảnh này yên lặng âm u mấy nghìn năm không thấy bóng người thành phố dưới đất thấy thế nào cũng không phải một cái thích hợp địa phương ngủ tốt không có thoải mái giường lớn không có gối đầu chăn nàng đáng thương tựa như dân chạy nạn giống nhau cuộn thành một đoàn Ý thức của nàng khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ. Lại tựa như ngủ không phải ngủ trong lúc đó, một hồi mơ tới mình sách mới đập vô cùng thê thảm, một hồi lại mơ tới bị Thanos đả đảo trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Gián đoạn ngủ 3 giờ, lúc tỉnh lại phát hiện, quả thực chảy máu, chỉ là cùng Thanos lão huynh không có quan hệ gì, thuần túy tự, thân, vấn đề vẻ mặt xấu hổ cùng mộng bức, dựa vào đời trước ký ức thu thập một phen, ngủ không đi xuống, quyết định tiếp tục hướng trung tâm thành phố đi. Trời ạ, à, cuối cùng cũng đến rồi. Đây gì lúc này dối bù, đừng nói 60 phân mỹ nữ, nếu không phải là tóc dài, đều nhanh nhìn không ra tính rồi. Lão đảo đi ba ngày, cuối cùng cũng đi tới thành thị trung tâm nhất sáu khối đồ sộ cửa đá chuyển vòng tròn phân bố lẫn nhau khoảng cách hai thước chống đỡ nội bộ thạch thất vị trí trung tâm có một tòa cao một thước bãi đá đầy di nhìn một chút đỉnh chóp không biết nơi này kết cấu là như thế nào thiết kế một bó không mãnh liệt lắm tia sáng đi qua mấy lần chiết xạ vừa lúc rơi xuống trên thạch đài nhu liễu nhu có chút cứng ngắc gương mặt đây di trước quan sát một phen cảnh vật chung quanh trong trí nhớ nghi thức một ngày bắt đầu, bốn phía cửa đá sẽ tự động đóng cửa, hình thành phong kín hoàn cảnh, Obelisk bắt đầu rút đi kim loại sắc ngoài, lộ ra nội bộ Terrazen thủy tinh. Cũng giải một loại xương mù thể. Hắn hiện tại chỉ lo lắng một ngày tiến hóa hoàn thành, những thứ này cửa đá có thể hay không tự động mở ra, sẽ không vĩnh viễn đóng cửa A. À nhìn kỹ nửa ngày, kết quả nghiên cứu chính là không có kết quả, không có máy móc truyền lực, không có lượng điện cung ứng. Nàng thực sự nhìn không ra những thứ này cửa đá sẽ ở nghi thức bắt đầu sau tự mình di động. Làm nữ nhân sẽ đối với mình ngoan một điểm, nghĩ không hiểu trước đó không muốn, có dị năng cho dù cửa đá triệt để đóng cửa mình cũng không sợ, này tiến hóa ra gân gà năng lực cần lo lắng. Chính mình đường đường quách không cần lo lắng lấy ra cuối cùng hai bình thủy ngã một điểm ở lọ biến thân ở ma vô thế giới tưởng tĩnh tĩnh đích đốn hà ly khai thành phố dưới đất nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com nổ bay ra đá tựa như thu được tân sinh y phục hoàn hảo đoan đoan ăn mặc trên người không có phát sinh cái gì hỉ văn nhạc kiến sự tính đây gì bất chấp nơi đây không sạch sẽ không khí có thể hay không để cho nàng được bệnh ho dị ứng toàn thân cao thấp sờ soạng một lần ngũ quan đều ở đây tay chân không thiếu vẫn mơ hồ có chút bận tâm inhuman chỗ thiếu hụt cũng không có phát sinh ở trên người mình có thể sự thiếu sót này ẩn giấu tương đối sâu a à, nàng mình chấn an Ung Dung thích ý tựa như cởi bỏ hơn 10 cân gánh nặng, nắm tay thể hội một cái lực lượng của hôm nay, đừng nói so với trước kia nữ tính thân thể, chính là so với kiếp trước người nam kia tính thân thể cũng càng thêm mạnh mẽ. Hình thể vẫn như cũ tinh tế, cùng trước không hề phân biệt, nhưng là từ trong tế bào tặng lại ra một sức sống hoàn toàn mới, để cho nàng tốc độ, sức phản ứng, sự chịu đựng đều được trên diện rộng tăng trưởng phát lực phương thức, dùng sức kỹ xảo vẫn như cũ non nớt, nhưng thân thể tố chất đã không kém này chịu qua nghiêm khắc huấn luyện chiến sĩ, quá trình này vẻn vẹn chỉ qua rồi 10 phút. Terogen thủy tinh xương mù để cho nàng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ tế bào đến nội tạng, huyết dịch, tuyến dịch, lympha, xương cốt, cả người đều tỏa sáng tân sinh. Cường hóa thân thể chỉ có thể nói là mang vào, dị năng mới là then chốt, đây di dụng tâm thể hội mình một chút dị năng cái này huyết mạch kích hoạt nghi thức cùng nàng dự đoán được không sai biệt lắm cửa đá không có tự động mở ra có thể ở bên ngoài nơi nào đó có công tác nhưng nàng bây giờ lẻ loi một mình chỉ có thể từ bên trong mở ra một con đường hiện thực không phải trò chơi sẽ không bởi vì thu được dị năng liền tự động nhiều hơn một cái đồ tiêu nhấn xuống một cái kiện là có thể phát động năng lực dị năng biết cung cấp một loại khả năng còn như có thể phát huy đến trình độ gì còn xem tự thân trên lý thuyết thế vận hội Olympic hết thảy thi đấu hạng mục người thường đều có thể làm được nhưng thực tế có thể làm được có mấy người. Không thông qua huấn luyện không có mấy người có thể hoàn thành. Dị năng cũng cần nghiên cứu, mở rộng, huấn luyện, khiến nó trở thành một chủng độc trúc kỹ năng. Đây gì tỉ mỉ cảm thụ trong thân thể dị dạng, đó chính là của nàng rung động dị năng nó không phải một năng lượng sẽ không ở cái gì thượng trung hạ đan điền dừng lại tựa như nguyên bản bình thường thân thể có thể chạy có thể nhảy có thể đi bây giờ nhiều hơn một loại hình thức nàng có thể cho vật thể rung động dựa theo ký hiệu tìm được chính mình tiến vào phương hướng nàng tự tay xoa trước mắt cự thạch nửa thước dày cửa đá nàng không biết mình có thể hay không đánh văng ra, lực lượng quá nhỏ ra không được, lực lượng quá lớn, đây di sợ đem toàn bộ thành dưới đất đều rung sụp rồi. Ông, lần đầu tiên nếm thử thất bại, cửa đá một điểm không nhúc nhích, của nàng rung động còn không có tiến nhập cửa đá đã bị tự thân thu về. Đây không phải là nàng chủ quan thu hồi năng lực mà là nào đó tiềm thức đang làm ma. Thử một lần nữa nàng lần nữa tự tay mở dao động. Đây gì nỗ lực hồi ức chính mình huy nhất về điểm này vật lý tri thức, nàng nhớ kỹ vật thể đều có mình rung động tần suất, chỉ cần tìm được cái này tần biến thân ở ma vô thế giới tưởng tĩnh tĩnh đích đốn hà trở về New York. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thế nhưng càng nhiều ứng dụng liền gãi đầu, nàng trước học cặn bã một cái, khoa học tự nhiên tri thức sớm trả lại cho không thể miêu tả quốc gia lão sư. Nguyên bản Daisy chớ đừng nhắc tới, mỗi ngày hiệp ước xưa, tân ước đọc diễn cảm, hát thánh ca, giáo hội trường học đối với hiện đại vật lý mặc dù không giống như đối với Darwin đau như vậy hận. Nhưng chương trình học cũng rất ít, tựa như cái thời không kia bình thường bị chiếm dụng khóa thể dục giống nhau, Daisy trong trí nhớ cũng bình thường có thể chứng kiến cái này quen thuộc hình ảnh vật lý lão sư xin nghỉ thần học lão sư trực tiếp đẩy cửa vào phòng học dẫn đại gia đọc thánh kinh đang chấn động tần suất mát long lanh dây chấn động những thứ này không hiểu rõ nghiêm ngặt gì đó trước mặt có thể nói vô luận là đời trước vẫn là hiện tại đều là vẻ mặt mộng bước nàng hai tương quan tri thức cộng lại cũng không bằng một cái trăm chỉ hiếu học học sinh trung học học giỏi toán lý hóa đi khắp thiên hạ còn không sợ đây di lúc này cuối cùng cũng cảm nhận được những lời này tích chứa thâm hậu dụng ý nàng cái này học cặn bã chỉ có thể học tập lại cũng may là internet thời kỳ các loại tri thức chỉ cần muốn học không phải dính đến đặc biệt tuyến đầu khoa học kỹ thuật thành quả cơ bản đều có thể tìm thấy được còn như có thể học được vài phần thì nhìn người Đơn giản nhìn một chút các loại học thật lý luận, một đầu tương hồ, Daisy chuẩn bị đi trở về lại cẩn thận nghiên cứu. Thu hồi máy vi tính sách tay, nằm ở trên giường, nàng bây giờ có một vấn đề cần đối mặt, đó chính là của nàng gen chỗ thiếu hụt. Giống như Inhuman lão đại Blackbow, nói một chữ là có thể san bằng thành thị, gào một tiếng nói có thể để cho Thanos té cái bổ nhào hắn chỗ thiếu hụt chính là không có lực khống chế, vì không phải tạo thành thương tổn, chỉ có thể một năm 365 ngày giả trang câm điếc. Đây gì ý thức được vấn đề của mình, của nàng rung động đối với mình cũng có thương tổn, lực tác dụng là lẫn nhau, nàng gây nên rung động, bộ phận này rung động đồng dạng biết tặng lại cho nàng. Nguyên thời không Daisy nhiều lần sử dụng năng lực, đưa tới xương cánh tay rất nhỏ cốt liệt, thậm chí đến rồi ăn đặc hiệu thuốc trị liệu tổn thương mới có thể duy trì sử dụng năng lực tình trạng. Không có tiến hành ngang đối lập, thế nhưng Daisy chạy một đường, nàng cảm giác mình so với Nguyên thời không thân thể mạnh hơn một ít. Có thể đây chính là nàng độc chiếm Terrogen thủy tinh xương mù chỗ tốt. Mặt khác, nàng cảm giác mình đối với năng lực khống chế cũng so với nguyên thời không muốn tinh chuẩn một ít. Khống chế tinh chuẩn để cho nàng nhiều hơn một hạng năng lực, nàng có thể cảm giác được người chung quanh rung động tần suất. Có một gọi David R. Hawking khoa học gia đã thí nghiệm qua, hắn đem thế gian hết thảy vật thể dùng phương pháp của mình làm một cái mức năng lượng phạm vi, chia làm vừa tới một nghìn người bình thường trị số ở nơi này mức năng lượng chung là 200. Khi này cá nhân tràn ngập ác niệm, thờ ơ, sợ, lo nghĩ vân vân tự, sẽ làm hắn rung động tần suất rơi chậm lại. Khi này cá nhân lạc quan, vui vẻ, an tường lúc rung động tần suất đề cao. Gặp phải một cái thiện lương, phẩm đức cao thượng người sẽ cho người cảm giác thoải mái, tà ác thì tương phản. Cái quan điểm này là có khoa học căn cứ, phần này khoa học nghiên cứu ghi lại trong đó dung động tần suất cao nhất người là đặc biệt nụ hoa toa nữ tu sĩ vị này thu được nobel hòa bình phần thưởng nữ nhân cho dù ngươi không có tín ngưỡng thấy nàng cũng sẽ cảm thấy một hồi ấm áp từ nhân văn góc độ có thể nói là nhân cách mị lực a kính dâng tinh thần a nhưng ở vật lý lĩnh vực đặc biệt nụ hoa toa nữ tu sĩ chấn động tần suất xa xa cao hơn người bình thường đây gì lúc này là có thể dựa vào năng lực này phán đoán người chung quanh thiện ác giống như là trong trò chơi hồng danh vàng danh giống nhau chính xác khống chế còn có một cái chỗ tốt đó chính là trung hòa súng ống sức giật nữ tính hình thể thiên nhiên không bằng nam tính cổ tay cánh tay lực lượng cũng có tranh lệch rất nhiều nữ đặc công đều là hai tay mang dùng súng đây chính là sức giật ảnh hưởng Daisy bây giờ có thể tùy ý nổ súng, trung hòa sức giật về điểm này rung động dị năng, đối với thân thể gánh vác rất nhỏ, đồng thời đối với năng lực khống chế tinh chuẩn cũng là một rèn đốt. Tự thân nguyên bản là rất cao thân thể tố chất, cộng thêm huyết mạch kích hoạt sau tăng cao trên diện rộng sức phản ứng, tốc độ, sự chịu đựng cùng dị năng, thương pháp của nàng đột nhiên tăng mạnh. Chạy động trung bách phát bách chúng khó khăn, thế nhưng tham gia nghiệp dư xạ kích thi đấu cầm một thứ tự là không có vấn đề. Giai đoạn sơ cấp đối với thân thể gánh vác lớn, nàng cần truy cầu chính xác, dùng ít nhất năng lực làm nhiều nhất sự tình. Đẳng thân thể tố chất cường hãn đứng lên, giống như dâu bạc như vậy làm cho không khí rung động, làm cho đại hải nứt ra cũng không phải việc khó gì hoặc là đợi nàng nghiên cứu minh bạch lượng tử cơ học giống như sát vách dc sóng địa chấn như vậy mở ra chặt đứt thời không thông đạo đụng vào vật thể nhận biết đối phương vị trí những thứ này đều có thể làm được nói chung tương lai vẫn là rất quang minh puerto rico chuyện có một kết thúc nàng lại diễn hai ngày làm trò ngay tại chỗ cảnh sát đưa ra có cha mẹ của nàng tin tức biết trước tiên thông chi nàng sau ngồi lên máy bay Hai thanh Glock vô ích đến, ngay cả thương mang đạn giá thấp lại bán cho của hàng súng, của hàng súng đối với giấy thông hành nước Mỹ thực sự rất thận trọng. Trở về mua sắm giá cả không tính là quá hà khắc, thu nhập 700 đô la, Daisy tích xúc lại đột phá lần nữa bốn chữ số, tâm tình khoái trá trở về New York. Không có súng ống trong người, nhưng lần này trở lại New York, Daisy tâm tính thật to bất đồng, tự có dị năng. Giống như nguyên thời không như vậy phát sinh cự ly ngắn sóng chấn động nàng cũng có thể làm được, chẳng qua là cảm thấy như vậy có điểm lâu, đối với thân thể tổn hại cũng khá lớn, ngoại trừ đẹp. Không có gì ưu điểm. Đối mặt đầy phố, vàng danh, nàng phát ra từ nội tâm cảm nhận được an toàn. Trở lại phòng trọ, hắc muội Angela đang ở hướng về phía một quyển lúc nào còn tạp chí học tập hóa trang kỹ thuật không thể không nói đời trước tuyển trạch cái này hắc muội làm khuê mật thật là có ánh mắt hai người đứng một khối có vẻ daisy cùng tiên nữ giống nhau lẽ nào chọn cái gái xấu làm khuê mật là tất cả nữ nhân cộng đồng tuyển trạch sao daisy nhịn không được thở dài đừng hóa cái kia nhan sắc không thích hợp ngươi hắc muội mang theo ống nghe điện thoại một bên hừ hừ một bên hóa trang ngay cả nàng vào cửa cũng không biết a à, daisy Người đã trở về." Hắc Muội rất thân mật ném xuống Daisy cũng gọi là không nổi danh chữ bàn trải, cho nàng một cái lớn ôm. Hắc Muội thực sự rất đen, không giống ở nước Mỹ ở mấy đời nhân cái loại này nhan sắc, nàng tựa như mới vừa bị người bồ đào nha bắt được châu Mỹ đại lục giống nhau, nguyên sinh thái hắc. Bất quá nàng là Daisy bây giờ bằng hữu duy nhất. Daisy để túi đeo lưng xuống vỗ vỗ bả vai của nàng mấy ngày nay những tên kia có hay không khi dễ ngươi? Vườn trường đánh đấm lăng ở nơi nào cũng không tránh được miễn, cái thế giới này Captain America, Spider-Man, cách phách Superman, Flash, khi còn bé đều bị cùng tuổi hài tử khi dễ qua. Nơi này văn hóa bầu không khí cũng không phản đối vườn trường đánh đấm lăng, mơ hồ còn có chút cổ vũ. Làm số ít tộc duệ, Daisy gì cùng hắc muội chính là bạch nhân bọn nhỏ thiên nhiên khi dễ đối tượng. Đời trước từ cô nhi viện mà bắt đầu cùng Bạch Nhân hài tử làm đấu tranh, kinh nghiệm phong phú, mà Hắc muội làm di dân gia đình, ban đầu đối với nơi này tuyệt không thích ứng. Vẫn là ban đầu Daisy rút dao tương trợ, mới có phía sau tình hữu nghị. Daisy có thể nghĩ đến chính mình ly khai nửa tháng, Hắc muội khẳng định lại bị khi dễ. Nhưng mà Hắc muội lời nói có điểm một cách không ngờ, giọng nói của nàng có chút nghiêm túc phải nói không có, không có, các nàng gần nhất đều bận rộn đâu, người biết không? Chúng ta trường học phải nhốt đóng. Biến thân ở ma vô thế giới tưởng tĩnh tĩnh đích đốn hà cứu trợ. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Cùng không lý tưởng đây gì bất đồng, hắc muội cha mẹ của đối với nàng nhân sinh là có hoạch định sở dĩ tới đây sở chim không ỉa phân giáo hội trường học. Chủ yếu là coi trọng nhà trường cùng yêu đại học hài lòng quan hệ những danh thiếp này đại học lúc đầu đều cùng giáo hội có quan ở giáo hội trường học thu được thành tích tốt hoặc là một cái đủ phân lượng đề cử chống lại trường danh tiếng trợ giúp rất lớn bây giờ đây hết thầy tựa hồ nhiều một chút chuyện xấu tại sao muốn đóng cửa trường học đây gì đối với hát thánh ca hoàn toàn không yêu nhưng nơi này là nàng hiện nay duy nhất điểm dừng chân đang không có làm ra tương lai hoạch định hiện tại nơi đây đối với nàng vẫn là rất trọng yếu hắc muội suy nghĩ một chút nghe nói là một nhà công ty gì muốn mua địa ngục trù phòng hết thảy đất đẩy ngã trùng kiến khu vực này daisy xuất ra máy vi tính sách tay lên internet cực nhanh được tìm tòi rất nhanh tìm được đáp án liên hợp công ty xây cất bỏ vốn chuẩn bị thu mua phụ cận mấy chỗ bất động sản nàng có điểm khó hiểu liên hợp công ty xây cất sớm như vậy mà bắt đầu tại địa ngục trù phòng bố trí sao liên hợp công ty xây cất phía sau màn chính là kim cũng lúc này kim cũng xa xa không tới chính mình nhân sinh đỉnh phong một mình ăn địa ngục trù phòng vượt qua thực lực của hắn cho nên hắn liên hợp mấy phương cùng nhau hợp tác mới có liên hợp công ty xây cất cái này xác ngoài nhưng là đây di nhớ rõ ràng bọn họ chắc là ở người báo thù liên minh đại chiến đủ tháp thụy nhóm người sau mới bắt đầu thu mua đất cái này còn có đã nhiều năm thời gian a à mấy ngày kế tiếp nàng một lần nữa về tới trường học lòng người bàng hoàng lão sư không hề chăm chú dạy học các cũng mỗi người chăn dê duy nhất cao hứng chính là vài cái giáo đồng kim cũng không muốn trêu chọc giáo hội trường học loại này thoạt nhìn rất dở thực tế mạng giao thiệp rất rộng đoàn thể phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường cho rất đủ daisy liền tận mắt thấy kim cũng trợ thủ dêm. Wesley, một cái áo mũ chỉnh tề, thay kim cũng xử lý phạm tội đế quốc nam nhân xuất hiện ở trường học, giáo đồng nhóm phi thường khiêm tốn được hầu hạ vị này thần tài, rất sợ có một chút chậm trễ. Song phương đàm phán tiến độ cực nhanh, mặc kệ chủ quan làm sao không thoải mái, trường học đóng cửa đã trở thành sự thực, đặt đây di trước mắt chính là hai con đường, một cái là mình mưu sinh, một cái là sẽ tìm một trường học hoàn thành cao trung chương trình học, sau đó lên đại học. Đây gì có tự tin, dị năng nơi tay, là người của hai thế giới, cộng thêm đến từ đời sau ánh mắt, chính mình lời ít tiền cũng không khó. Có thể sau này lựa chọn trận danh chính là một cái vấn đề. Hỗn hắc trước tiên bị bài trừ, làm phát nhai tác giả, bản chất còn là một tuân thủ luật pháp người tốt đối với bột giặt buôn bán khí quan buôn bán vũ khí buôn bán không có hứng thú nữ tính thành lập có sức sống xã hội tổ chức so với nam tính khó thập bội không phụ thuộc phái nam điều kiện tiên quyết chỉ cần có mới xuất đạo lăng đầu thanh trước tiên khiêu chiến nhất định là nàng chàng bức vẽ mặt lần một lần hai tạm được mỗi ngày đánh sẽ phiền chết cũng không còn nghe nói vị ấy nữ tính ở hắc đạo kiếm ra một cái vang dội danh hào con đường này cũng không thích hợp nàng kinh doanh giữa lúc sinh ý liền cần tuân thủ rất nhiều quy củ, một ngày phát triển đến một cái trình độ SHIELD cùng Hydra nhất định sẽ đưa mắt tới. Người trước còn tốt, người sau thì nhiều phiền toái. Trong phim ảnh Hydra vẫn nằm vùng ở SHIELD nội bộ tựa như song phương thực lực kém không nhiều dáng vẻ. Thực ra không phải vậy, Hydra tổ chức phi thường khổng lồ, nó cơ cấu có thể chia làm bốn cái bộ phận cái thứ nhất là xuyên quốc gia tập đoàn, lấy hợp pháp hoạt động che giấu không hợp pháp hoạt động. Giống như sở hữu 250.000 người làm đê phong tập đoàn, ban giám đốc hoàn toàn chịu hai rơ thao túng, bọn họ nghiệp vụ phạm vi bao hàm thực phẩm, y dược, súng ống đạn được. Hàng thiên tài liệu các loại phương phương diện diện nội dung. Choang Ki-wa-tui Nét người thứ hai chính là chánh phủ các nước cơ cấu, Bộ Tài Chánh Cục Điều tra Liên bang FBI, nước Mỹ Quốc gia An toàn Cục NSA, Canada An toàn Cơ quan Tình báo CSIS các loại. Những ngành này có khi là một cá nhân vật trọng yếu hoặc là lãnh đạo trực tiếp giả chính là Hydra. Người thứ ba là quốc tế tổ chức phạm tội, cùng Iron Man đã từng quen biết AI. E. M tiên phong khoa học kỹ thuật chính là đại biểu trong đó. Người thứ tư mới là tổ chức tình báo mà SHIEL. D chỉ là một trong số đó, chỉ là Hydra tổ chức to lớn một người trong tương đối trọng yếu tài sản. Hydra tùy thời có thể điều động tài sản có mấy ngàn ức đô la, huấn luyện tinh nhuệ binh sĩ trải rộng toàn cầu mỗi người phân cơ địa, tổng số có ít nhất 10 vạn. Đối mặt một cái như vậy khổng lồ cơ cấu, Daisy thật tình không cảm thấy tự có bản lãnh gì có thể đối kháng nàng chỉ có thể chuyên chú ở trước mắt một cái đau lòng vấn đề bạo lộ ra nàng lại không tiền lần trước cái loại này dê béo cũng không dễ tìm nàng cần tìm một chút tiền tiêu hắc muội khuyên bảo nàng cùng đi tiện lợi điếm làm công nàng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói đùa nàng đường đường quét đi làm người bán hàng nếu như stark nguyện ý đi quét tước wc lời nói nàng phải đi làm người bán hàng làm chút gì đâu mướn chiếc xe vây quanh manhattan đi vòng vo một ngày start công nghiệp osborn xí nghiệp len tập đoàn những thứ này đại tập đoàn vào không được địa phương nhỏ nàng lại không muốn làm đi ngang qua nổi tiếng lâu đời trung ương công viên chuẩn bị đi vào đi dạo một chút nhưng hiện trường một đống cảnh sát lôi kéo cảnh giới tuyến nàng xa xa phải xem một cái trận nghe quần chúng vây xem nghị luận, hình như là chuyện gì xảy ra hắc băng bắn nhau, hiện trường mang ra hơn 10 cổ thi thể, việc không liên quan đến mình, nàng trực tiếp lui trở về. Biến thân ở ma vô thế giới tưởng tĩnh tĩnh đích đốn hà rửa xe. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Đây gì không nghĩ tới chính mình đi ra đi dạo, dĩ nhiên đụng phải chuyện này. Người này sau khi trọng thương là bị người nào cứu trị nghĩ một lát phát hiện trong trí nhớ không có tin tức này. Nàng chưa kịp suy nghĩ ra dị thường, một bên Frank hô hấp càng ngày càng yếu ớt, cảm ứng một cái nhịp tim của hắn. Mặc dù không có học qua chữa bệnh, có thể Daisy cũng biết tánh mạng của hắn tiến nhập đếm ngược thời gian. Đông nhìn Tây nhìn, không có trời hàng thần nhân tới cứu chữa Frank. Chớ nên là ta cứu chị ngươi a, à, quá kỳ quái. Được rồi, coi như ngươi vận khí tốt nàng củ kết một hồi, mắt thấy Frank đều phải yết khí liễu, vội vàng tự tay tại hắn ngực, phát động mình rung động năng lực. Dùng nhẹ vô cùng hơi độ mạnh yếu hướng trái tim thâu nhập một tia năng lượng, trợ giúp trái tim một lần nữa nhảy lên. a à, Frank phản xạ có điều kiện thông thường đột nhiên ngồi dậy, nhưng thân thể quá mức suy yếu, động tác của hắn biên độ lại quá lớn, thân thể ngồi dậy 4-2-5 độ, lại độ 5 trở về huyết dịch giống như không lấy tiền giống nhau, ồ ồ được ra bên ngoài mạo. Đây gì dị thường không nói, người này thần kinh phản xạ quá nhanh, của nàng phương thức trị liệu cũng bá đạo một ít. Nhìn Frank lại hôn mê bất tỉnh, nàng cũng là luống cuống. Gọi điện thoại tiện y viện rõ ràng không phải thượng sách nhằm vào Frank nhân địa vị rất lớn, đến lúc đó rất có thể người không cứu lại được còn đem mình nhập vào. Nàng chỉ có thể tự mình động thủ cứu trị nhào tới trước đường phố Tây viết chỉ có một chút xem tiểu thuyết tích lũy ra lý luận tri thức, nhưng thật ra nguyên bản đây gì cùng bạch nhân các học sinh đấu trí so dũng khí. Có cơ bản cứu trị kinh nghiệm, song phương vừa kết hợp, lý luận liên hệ thực tiễn, hoàn mỹ. Liếc nhìn mặt đất, nhàn nhạt vết máu từ bên trong công viên vẫn kéo dài đến trên xe mình, phảng phất rất sợ địch nhân không biết mục tiêu tại chính mình trên xe. Daisy cực nhanh được lái xe ly khai trung ương công viên, quẹo vào một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, trên đường mua một ít vải xô cồn châm tuyến. Sau đó dùng máy vi tính sách tay tra xét một cái cơ bản trị liệu bước đi, bắt đầu hiện trường cứu trị. Cồn khử trùng, sau đó phản chấn bắn ra viên đạn, khâu lại vết thương, tốc độ không kém hơn nhất thông thạo bác sĩ khoa ngoại. Tốc độ rất nhanh, chỉ là tay nghề thực sự lơ lỏng, cuối cùng vài xô đem Frank bọc cùng bánh trưng giống nhau. Lão huynh, chào ngươi điểm sao? Người có nhớ hay không đi địa phương? Ta đưa ngươi đi qua. Nàng đánh thức nhân phương pháp chính là lớn miệng quất. Rút năm, sáu lần, đối phương thật vất và tỉnh lại. Ánh mắt đờ đẫn phải xem rồi nhìn nàng, phát hiện mình cũng không nhận ra ta là đi ngang qua, ngươi thật giống như có hơi phiền toái, ta cũng không thể đem ngươi lãnh về ra, ngươi cái dạng này biết hù chết ta bạn cùng phòng. Ngươi có năng lực đi địa phương sao? Ta đưa ngươi đi qua, đây gì chỉ mình nói rằng. Frank hai mắt đờ đẫn, một mảnh tử khí, tựa hồ đối với sinh mệnh không có gì quyến luyến. Đây gì đợi mấy, phát hiện hắn không có đáp lại chính mình nàng chỉ có thể ở chu vi tìm gian hồi lâu không có người ở nhà dân đánh văng ra đóng cửa đỡ tương lai panis thúc lảo đảo nghiêng ngã đi vào phòng trong trần thiết rất cũ kỹ cũng không biết nguyên chủ nhân là rời đi vẫn phải chết nàng đem frank đặt lên giường đối phương vẫn như cũ không nói được một lời không quen biết có thể giúp người đến nước này là được rồi đến tiếp sau chính mình tĩnh dưỡng a à, daisy nói kéo cửa ra chuẩn bị ly khai chân trái bán ra lại thu hồi lại phiên liễu phiên frank ví tiền người này khả năng quanh năm tham gia quân ngũ căn bản không có tiền cái khái niệm này trong bao ngay cả một đô la cũng không có ta cũng không giàu có, phân hai ngươi trăm, đừng ngại ít a đây gì sợ người này đem mình chết đói, nhịn đau từ của mình toàn bộ tích xúc chung rút ra hai trăm nhét vào tiền hắn trong bao. Bên trong phòng mặt đất mặt bàn đều chất đống không ít bụi, trên lý thuyết nguyên chủ nhân trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Người thường cảm mạo nóng sốt đều phải người chuyên môn hầu hạ, Frank hoàn toàn không cần, dựa vào trên chiến trường mạc ba cổn đả ma luyện ra cứng cỏi thể trạng, chính mình là có thể khôi phục. Hắn chính là thuần tránh binh vương, căn bản không cần ngoại nhân lo lắng. Trở lại phòng trọ mở máy vi tính ra bắt đầu điều tra, trên internet chỉ ghi lại ở trung tâm công viên phát sinh một hồi giao hỏa, có người thấy được một ít thi thể, còn như song phương giao chiến là ai? cụ thể tử thương bao nhiêu, hết thảy đều là không biết. Nghĩ panisơ một nhà bị giết vận mệnh bi thảm, đây gì một hồi cảm thắn, luyện tập một hồi năng lực của mình, ngủ trên giường. Vuốt chính mình chỉ còn 500 đô la ví tiền quân, thực sự là nghèo đến khó lấy đi vào giấc ngủ. Một bên cân nhắc người đổi kiếp tiền bối đều là làm sao kiếm thùng tiền thứ nhất, một bên cảm giác mình dường như đã quên cái gì, cuối cùng vẫn là mơ mơ màng màng đang ngủ ngày hôm sau daisy đơn giản đánh răng xong rửa mặt ăn bánh mì cầm cái nĩa đối không khí khoa tay múa chân nàng thật không nghĩ tới cái gì kiếm tiền sinh ý trong đầu nhưng thật ra có một chút phẩm mềm software có thể kiếm tiền nhưng đều cần thành phẩm ít nhất là nhân lực thành phẩm nàng cũng không muốn tự giam mình ở trong phòng tốn hao thời gian nửa năm đập số hiệu vậy không nên phương thức sống của nàng còn như những thứ khác hoàn toàn không rõ ràng lắm gõ chữ, Harry Potter thế giới này nhưng thật ra không có, có thể nàng cảm thấy cho dù nguyên văn dập khuôn đi ra, cũng chưa chắc sẽ thành công, huống nàng cũng không nhớ được nguyên văn. Vẽ sát vách Superman, Wonder Woman manga. Nàng đồng dạng không có hội họa kỹ năng này. Ra khỏi phòng mở cửa xe, bên trong xe mùi máu tê suýt chút nữa đem nàng xông một cái bổ nhào nàng tối hôm qua đã quên hẳn là tắm vừa xuống xe xe này nhưng là cho thuê bây giờ qua cả đêm cái mùi này thì khỏi nói xe phải trả nhưng không thể như thế đi còn một xe huyết hỏi tới mình tại sao giải thích a à, đây gì có điểm vò đầu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi rửa xe nghiêm chỉnh rửa xe đi khẳng định không thể đi nàng chỉ có thể đi những kia có hắc băng bối cảnh rửa xe đi Thăm dò ký ức, nàng lái xe đi trước một nhà tên là V.Louis xe taxi địa phương. Nơi này là ra sờ hắc băng địa bàn, phụ trách xoát nước sơn, cải tạo cải trang, cùng với rửa xe các loại một loạt công tác. Daisy đem mặt ngăn lại, song phương phát sinh xung đột tỷ lệ cao tới 8 phần 10, nói thật nàng cũng không lo lắng, mơ hồ còn có chút hưng phấn nhưng là muốn đến vũ khí liền có chút phạm sầu bên tay nàng chỉ có đời trước lưu lại phòng lang điện giật khí cũng không thể vì rửa xe đi mua cây súng lục a đó cũng quá xé quyết định tùy cơ ứng biến nàng lái xe tại địa ngục trù phòng đi vòng vo cuối cùng lái vào người nga địa bàn nơi này là một chỗ bãi đậu xe dưới đất bởi vì là ban ngày nhân số cũng không nhiều Hai người ở đây trong đất gian nói chuyện, một người trong đó Daisy còn gặp qua, chính là đại biểu kinh pin đứng ra thu mua đất James Wesley, người này vẫn như cụ ăn mặc thẳng vest tông, mang theo kính mát. Tư tư văn văn dáng vẻ cùng dài ở bốn phía vài cái người vạm vỡ hình thành so sánh rõ ràng. Hắn đối diện đứng ở một cái gầy gò nam nhân, hai người đang thấp giọng tranh luận cái gì, nghe được ô tô động cơ tiếng, mỗi người kỳ quái quay đầu nhìn lại gầy gò nam nhân đối thủ hạ ý bảo qua xem thử xem một người tráng hán đi tới bên cạnh xe thô bạo phải hỏi để làm chi daisy có điểm không nói tự mình tiến tới được rõ ràng không phải lúc a à, nàng chỉ có thể khàn giọng nói rửa xe biến thân ở ma vô thế giới tưởng tĩnh tĩnh đích đốn hà thật là rửa xe nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Xạ vừa nghe có khách tới cửa tới rửa xe, chẳng hắn còn cảm thấy bình thường, sau đó đầu óc vòng vo hai vòng trực tiếp há hốc mồm, nghe thanh âm hắn biết bên trong xe là một phụ nữ. Nữ nhân này được bực nào nhược trí chỉ có ở song phương đại lão can thiệp thời điểm tới, rửa xe. Trực giác nói cho hắn biết, mục đích của đối phương chỉ sợ không phải rửa xe. Lúc này đào vũ khí chuẩn bị làm cho đối phương đi nhanh lên đây di động tác có thể nhanh hơn hắn sinh ra, chợt dùng sức đẩy cửa xe ra. Giang một tiếng, tráng hán đầu cùng cửa xe tới một tiếp xúc thân mật, nếu không phải là đây di sợ đem xe môn đụng hư, lực lượng còn có thể lớn hơn chút nữa. Tráng hán bị đụng phải một cái lảo đảo, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị đây di lôi trở về, sáng loáng điện giật khí, chi lạp một tiếng ấn ở trên cổ, phiên chứ bạch nhãn liền hôn mê bất tỉnh đây đầu ngón chân thượng thiêu đem tráng hán trở mình không có súng ống cũng không có dao găm chỉ từ tráng hán trong túi rơi ra một ngón tay hổ thứ này nàng không biết dùng a à, một hồi oán thầm thản nhiên phải xem lấy thừa ra năm người tuy là họa phong không đúng nàng vẫn là báo ra mình ý đồ đến các ngươi điều này có thể rửa xe sao bất kể là mang theo phương khung kính mắt, thẳng Tây Trang James Wesley, vẫn là vài cái người Nga, bọn họ đều ngây người, hiện tại tới nháo sự đều dùng như thế mát mẽ mượn cớ sao. James Wesley một bước xem kịch vui biểu tình, lui về sau hai bước. Gầy gò nam nhân đè nén lửa giận. Ta bất kể ngươi là ai phái tới, hiện tại cốt. Chu vi còn có ba cái tráng hán, cũng nhìn chằm chằm được thuận thế bao vây đi lên đây liếc nhìn mấy người vũ khí, không biết là bản tính thích vật lộn vẫn không muốn vận dụng súng ống, đám này người Nga sử dụng đều là vũ khí lạnh. Gậy gộc A, dao gam A, xích sắt các loại. Làm sao lại cùng các ngươi nói không rõ? Bị ép hại chứng vọng tưởng cũng quá nghiêm trọng. Đây ở mấy người không có vây kín trước, hướng về bên trái chạy đi, bên kia là một tay cầm xích sắt đầu chọc xích sắt thứ này rất khó dùng, mà cái đầu chọc dùng càng là lơ lỏng, đây gì vô luận là sức phản ứng hay là tốc độ đều cao hơn hắn. Một cái động tác giả thoảng qua đối phương, nàng lao ra khỏi vòng vây, ở đối phương trên mông thuận thế đạp một cước, đem xích sắt nam đá về phía vài cái đồng bọn. Mà chính mình mượn lực ra tốc hướng về phía cách đó không xa xem trò vui James Wesley chạy đi. Dêm sắc mặt đại biến, hắn là liên quan tới hắc đạo không giả, nhưng hắn là quân sư, nhân vật trợ thủ, nguyên thời không trang bức giả dạng làm rồi xỏa bức. Bị đe đè vô nữ nhân vật chính mấy thương đánh chết, bản thân sức chiến đấu rất thủy, không đợi hắn làm ra phản ứng, Daisy đã chạy đến trước mắt. Một cước đá vào bụng dưới, thừa dịp đối phương lúc khom lưng, Daisy từ trong ngực hắn móc ra một bà M1911 đọc truyện ở chấm nét, nàng kiểm tra băng đạn, cùng sở hữu bảy phát đạn, lại đem thân thương quan sát liếc mắt u, đây là cất kỹ bản A, à, Wesley tiên sinh thưởng thức không sai A. À, nói xong nàng dùng nòng súng chỉ vào James Wesley, nói một câu làm cho mọi người té xỉu nói. Nhanh, để cho bọn họ giúp ta rửa xe. Người bị điên rồi. James Wesley tức giận đến nha dương dương, hắn lúc này trong đầu hiện lên đều là mèo vờn chuột một bộ kia, trong lòng 120 cái không tin đối phương là tới rửa xe. Vài cái ra sờ đại hắn cũng mộng ép, như thế kỳ quỷ chuyện thật tình lần đầu tiên gặp phải, bọn họ nhìn lão đại, chờ hắn quyết định. Gầy gò nam nhân có điểm do dự, thủ hạ chỉ cần mãng, chỉ cần đổi là được, hắn phải cân nhắc rất nhiều thứ. Daisy bắt lại James so với bắt hắn chính là thủ hạ còn chí mạng, kinh pin trợ thủ nếu như chết ở chỗ này, song phương miễn bàn hợp tác mở rộng phòng địa sản, lập tức sẽ biến thành tử địch. James không riêng gì kinh pin trợ thủ càng là bằng hữu, xảy ra bất kỳ chuyện gì, mình cũng không có cách nào khác giải thích. Trong lòng đem vài cái kẻ đối địch suy nghĩ một lần, nghĩ không ra nhà ai phái ra một nữ nhân tới nơi đây gây sự nhưng mặc kệ phía sau màn có âm mưu gì, hắn đều muốn cứu dêm, đối thủ hạ nói rằng. Đi cho nàng tám, thủ hạ phục tòng mệnh lệnh nghe chỉ huy, mở cửa xe cũng nhìn thấy ngồi phía sau vết máu. nhấc lên súng bắn nước bắt đầu cọ rửa, không đến 10 phút toàn bộ xe đều cho giặt sạch một lần, sau đó lại đem ngồi phía sau tọa bộ cho nàng đổi một mới. Daisy giờ thương ý bảo dêm hướng trên xe đi, nàng kiểm tra rồi một lần. Những thứ này người Nga kỹ thuật không sai, rửa đến vô cùng sạch sẽ, một điểm vết máu đều nhìn không thấy. Nàng không có nói chuyện tiền, người Nga cũng không nói muốn. Đây đối với chỉ còn 500 đô la Daisy là một tin tức tốt, vài cái ra sờ đại Hán, mắt mở chừng chừng nhìn nàng kèm hai bên James Wesley nghênh ngang mà đi thông chi bên kia wesley tiên sinh bị không biết tên nữ nhân bắt cóc còn dư lại sự tình không có quan hệ gì với chúng ta gầy gò nam nhân mơ hồ nhìn có chút náo nhiệt không sợ phiền phức lớn ý tứ bên kia daisy lái xe đi trở về người chống đỡ khuôn mặt là bởi vì ta gặp qua ngươi đúng không james wesley tự mình phân tích nỗ lực tìm kiếm manh mối daisy đáp không phải yêu cầu Wesley tiên sinh là một nhân tài, hiểu cân nhắc môn ngôn ngữ, giỏi về giao tế, đối với hiện đại tư bản hoạt động rất nhuần nhuyễn, năng lực làm việc càng là xuất sắc. Tốt như vậy điều kiện tại sao không đi xí nghiệp lớn phát triển, ngược lại cùng hắc băng sen lẫn trong cùng nhau. Đối phương tò mò nhìn nàng một cái, đây một tay tiếp tục tay lái, một tay cầm thương chỉ vào hắn. Hắn hừ một tiếng, ý bảo chính mình không chuẩn bị trả lời vấn đề này. Daisy tiếp tục hỏi, nếu như cho ngươi một cái cơ hội, đi ở Dương Quang ở, hưởng thụ truyền thông truy phủng, ngươi nguyện ý không? James Wesley có điểm nào không rõ nàng rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ là liệp đầu công ty? Nhà ai liệp đầu công ty chạy hắc bang tới đào người? Còn dùng thương chỉ mình, không đáp ứng liền nổ súng phải. Người đến cùng muốn nói cái gì? Chính là lái xe buồn